Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ thực hiện món bánh khoai mỡ chiên. Nguyên liệu để mình thực hiện món bánh khoai mỡ gồm chuẩn bị một củ khoai mỡ thì khoảng 150g đến 200g. Mình cứ mua khoảng một củ nhỏ về mình gọt, khoảng 200-300g là mình gọt, và còn khoảng 150 là vừa nha các bạn. Bột mì 30g. Bỏ vào cái phần sữa để
tuần nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ like và đừng quên đăng ký kênh giúp mình nhé.